Anh kỳ muốn nghiên cứu à? Cái này rồi thì có về nghiên cứu ấy. Hôm nay tôi sẽ trình diễn các bạn hướng dẫn sơ bộ về cái van Bitcoin van. Van này là van đóng mở nhanh, thường lắp ở đường dầu. Đây. Giờ mình mở ra đây nè. Cái thao chỉnh bên đây chỉnh nó ơi. Đó. Ở đây sau này sẽ có một cơ cấu dây nó giật lên. Đóng van lại. Đó. Còn mở đỡ đó, mở nơi van này nè thì mình phải reset nó đi. Đi ngược lại. Đến khi nào mà còn hiểu rớt xuống rồi. Đó. Thì lúc đó mình các bạn dặn ngược lại. Đó mở cái đĩa này. Đó. Nó cứng rồi. Nó chỉ có một cái cơ cấu dây dùng ở remote này, nó ở đây giật lên. Còn với cái loại mà bằng khí á thì chỉ đây có một cái cylinder. Cylinder này dùng khí nó lắp vào. Thì người ta chỉ cần mở đường khí qua là cái van này, cái cần này sẽ cũng vừa gặp như tương tự luôn. Nó cho này tôi có mở thôi. Rồi tắt kìa.